Đại học Công nghệ Hutech và Hội Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề ứng dụng công nghệ 4.0 trong chuỗi cung ứng thực phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Hội thảo đã nêu bật tầm quan trọng của việc quản lý an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các vụ ngộ độc thực phẩm trong điều kiện xã hội hiện nay, và việc này đang đòi hỏi cấp bách cần sự vào cuộc của cả các cấp chính quyền và toàn xã hội. Trong đó, việc ứng dụng công nghệ 4.0 vào quản lý an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc được đánh giá là biện pháp hiệu quả để đảm bảo bữa ăn an toàn cho người dân. Các diễn giả từ Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản Vissan đã giới thiệu các mô hình quản lý an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc của 8 chuỗi bán lẻ và hệ thống quản lý chất lượng và thu hồi sản phẩm ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI do Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đang được áp dụng trong thực tế. Đây được xem là mô hình hợp tác công tư điển hình giúp quản lý hiệu quả an toàn thực phẩm, vì các công sở của Thành phố Hồ Chí Minh không thể đủ nhân lực để thanh tra, kiểm tra theo kiểu cũ mà vẫn không hiệu quả. Hội thảo còn là dịp để các em sinh viên bổ sung thêm kiến thức thực tế về thương mại điện tử và cách thức quản lý loại hình này.